dòng máy khoan dục hơn của Unica. Máy khoan có mã model là IRD3008R. Máy khoan này được xuất xưởng tại Taiwan. Bây giờ đây là phần vỏ hộp của máy. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem bên trong máy của chúng ta sẽ có những gì. Thì bên trong máy của chúng ta thì sẽ có một cuốn sách, cuốn phiếu bảo hành của hãng Unica và một cái cuốn catalog để cho chúng ta biết những bộ phận trong máy. Nếu sau này các bạn có nghĩ hơn bộ phận nào thì các bạn dễ dàng tìm đến và mua bộ phận của nó, rất là dễ tìm. Và đi theo máy nó sẽ cho ra một cái khóa để mở dặn đầu khoan. Đây là máy của chúng ta, mình sẽ mở cho bạn xem. Thì máy này được làm bằng nhôm đúc nguyên khối. Nó có tên hiệu Unica, dung dịch nó ấy và logo Unica. Ở đây là đầu khoan của 10 ly. Và đây là công tắc và có cần gạt đảo chiều. Và đây là đầu hơ vào của khí nén, một phần tư. Đây các bạn sử dụng máy bằng hơi nha. Thì mình đã vừa giới thiệu review cho các bạn xem về một dòng máy khoan sử dụng bằng hơi của Unica. Con mã model là IRD3008R. Nếu các bạn thấy video của mình hay, các bạn hãy cho mình một like và một subscribe để cho mình có động lực làm những video tiếp theo.